đông người ha. Đó, chỗ đây là chỗ mà ngỡ á, ngỡ cái hotel ở dưới này. Được rồi, được rồi, được rồi. Bây giờ đang qua phim này. Mong kia bà bắn bông anh theo. Sao à? À đi à, chúng ta đi ở Mông Pháp ha. Thằng chóng mặt té xuống á. Vào á. À, bây giờ mình đi metro á. À. À mấy ông này ổng làm việc hả? Mấy ông đó ổng làm việc á. Làm việc ở dưới là cái cổng hả? Hay ok, làm gì? Đó, mình đang ở dưới hầm đi xong rồi ạ. Bây giờ mình đi ra ngoài. À. Bạn mấy người lấy mất thẻ ra. Thì đi nhiều lần. À. Thì cái Trung Hoa thôi. Quan trọng vô rồi được. Thì ra thôi do có một cửa đưa thẻ vậy. Từ cái đi theo má luôn đây. Dạ dạ. À cái cửa này bán được phải từ chung chung ra luôn đây, chung đây phải bấm luôn hả? À phải luôn rồi. Cầm hát ra tôi cầu thang, cầu thang. Coi từ từ đi coi cái hướng nào à. Từ 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 từ. Bây giờ mình đi tới nhà thờ anh biết rồi. Anh biết rồi. À
mang đi này, đi mang cái này à? Hả? Nói cái này là hướng về nha, còn cái hướng đầu là hướng kia. Như giờ sao có cây à? Đấy không? À, đi về rồi đó. Đấy không? Cho nên nó cứ quắt lên. Không, nhưng mà tao từ giờ bản đồ thì chỉ xuống đây hiểu không? Từ giấy về mới kêu đi đường đó, thằng rồi tới cái cửa trứng đi đường này. À, biết ra coi thì biết rồi. À. This entrance only for Basilica. Speak English? No. Oh. No, see. Join the line to go inside. Here? On the line here? Yes. The line takes 2 hours to 3 hours. Oh. Also, have you seen the museum? Yeah, museum. You seen the museum? And in here? No, see. Đó, người ta đang vừa con người ta xếp hàng vô trong một thời lâu hả? Bự chưa? Nó có chụp nghiêng nghiêng rồi á. À đây ông ba. Cái cảnh cần với người. Nó có đi ba phía bên kia chụp nghiêng lấy hết cái dòng đó luôn. Người ta chờ đông quá trời ha. Hết rồi, đông người. À, biểu kia cây hả? Cho chị em hả? Cho em không? À, xong rồi á. Đó, nước á, đẹp không? Xếp hàng nhiều quá trời thôi. Từ từ quăng cái à. Ở trong kia có mấy tượng hả? À, chỗ đây có 3 chỗ vô, chỗ đây là nhà thờ thôi, còn cái kia mua sơn. Tóc ok, lấy mũi ai tóc vô mắt á, làm đấy giỏi, nghe là ba đi. À, tóc vô tóc không có rụng. Ok, à, tóc vô, lấy nước ấy tóc vô, hạ con nhúng ở đây hả? Hả? Mắt á. Bà, ta đang ngồi mát à, đổ vô nhiều vô, tắm luôn. Thank you.
Nước đá, ta ngắm một cái nước phùng xíu má. Cái đây là nghe lỡ đông lắm. Nếu cái uống được á. Uống à. Người xếp hàng đông á, mấy lần đi tối là xếp hàng tờ ở dưới này cả người. Dưới là xếp đi xuống ở dưới này luôn, chắc cũng mất 3 tiếng hồi luôn rồi. Vô trong ngày thì mới coi trong giờ thờ được. Xếp hàng lâu á. Xếp hàng vô, vô cái lô cổng luôn rồi. Rồi đứng cái chỗ đó có gì vậy? Hả đứng cái chỗ đó có gì chỗ đó hả? Đó đi coi á. Không, chứ đứng cái chân á. Đâu? Nó đang đứng chụp nè. Coi gì? Biết có đứng chụp không? Nó đang đứng trước mặt đây. Đây thánh á. Thấy không? Quay hả? Rồi không quay. Tưởng mới chợt thấy à? Cái đây cái nhà thờ đó, đó là nhà thờ. Tôi tưởng cái hộp rồi, hộp chỗ đây này đó, ông cha ông đứng ở tầng kia ông nói à, nhưng mà mấy người đứng đây coi à, à thấy à, à người cha ta xếp hàng rồi. Cái kia. Người ta đang họp trong ngày mà mình bỏ cô nhỏ, mình cô nhỏ mình nó cũng họp trong này luôn, nó đang ngủ hò hò. Thấy xe van có mừng không? Nó đang ngủ, nó đang khóc là người ta ăn cái tự động bằng này chạy hết rồi.
Cảm ơn. Excuse me là được đây. Chúng người ta ăn. Chúng người ta quay cái xe chúng không thấy đường. Đang quay chưa? Đang quay mà làm gì vậy? À, đưa đây, thôi đưa rồi. Ở đây ta đi ta lấy dù à. Đi quá trời. Một bạn này đang ấy đang pha nước á. Uống nước không Peter? Đó, bạn này lấy nước này nó uống là Peter. Nó giữa mặt á. Đó, hồi bé Peter hồi bé ok lấy nước đổ tóc nha. Tay ướt áo thấy không? Tí bụng bầu. Bầu cái này giống bụng bầu á. Không, đứng mắt á. Mắt á, mắt có bê tê. Không mắt hả? Cái đỡ tới gần kia nha, coi dưới cái băng này. Nó mát chưa? Wow. Lấy mũ vô luôn không kia cho má. À, đứng đây ăn chụp thôi cưng, ăn chưa chụp nước kìa. À, cá chụp nước đi ha. Đó, mình đang đứng ở trong cục này thấy không? Tòa nhà mưa. Một cục đá này nó bự lắm anh coi. Bự lắm nó giỡn đó. Cụ đó mà làm chân anh thấy ngầu không? Mình đi ban ngày thì không có mặt điện tối á, mới mặt điện đẹp á. Còn nước này cho uống miễn phí á, ai muốn uống thì uống thôi à. Đó. Nhưng mà nước mình mua thì ngon. Nước này